Hello, xin chào các bạn. Đây là video thứ 21 và trong bài này chúng ta sẽ cùng nhau nói về những ước mơ nha. Các bạn có nhiều ước mơ không? Chắc chắn ai cũng có rất nhiều ước mơ đúng không? Và hôm nay chúng ta sẽ cùng học những từ vựng để nói về những ước mơ của chúng ta, những việc chúng ta muốn thực hiện trong tương lai và những mẫu câu để sử dụng cùng với những từ vựng đó. Các bạn có thể dễ đạt là các bạn mong muốn hoặc mơ ước điều gì. Trong bài ngày hôm nay thì mình sẽ sử dụng phần hình ảnh và phần thẻ từ của giáo trình Nation A1.2 của nhà xuất bản Whoever. Bạn cùng học nha. Và bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu với phần từ vựng trước nha. Các bạn nhìn thấy rất rõ phần hình đúng không nào? Và bên cạnh hình thì sẽ là một cụm từ, đó là nghĩa của cái hình này. Ví dụ như ở đây là Geld verdienen. Geld verdienen tức là kiếm tiền. Các bạn có mơ ước kiếm được nhiều tiền không? Viel Geld verdienen. Viel Geld verdienen. Các bạn chú ý là từ Geld, các bạn đừng đọc thành từ Geld nhé, hoặc là Geld. Rất nhiều bạn bị lẫn lộn trong cái từ này. Geld verdienen. Auf einen Berg steigen. Trèo lên một ngọn núi. Auf einen Berg steigen. Các bạn chú ý là trong chữ Berg có từ G ở cuối cùng và chúng ta sẽ phát âm như là chữ K nhé. Auf einen Berg steigen. Um die Welt segeln. Trèo thuyền vòng quanh thế giới, tức là đi bằng thuyền buồm vòng quanh thế giới. Hoặc là chúng có thể sử dụng động từ reisen. Um die Welt reisen. Um die Welt reisen. Um die Welt segeln. Um die Welt reisen. Các bạn chú ý là từ Welt mình cũng không đọc thành Welt nhé. Um die Welt segeln. Um die Welt reisen. Motorrad fahren. Motorrad fahren. Đối với người Việt Nam của chúng ta thì hầu như ngày nào chúng ta cũng phải sử dụng phương tiện là xe máy để đi lại đúng không các bạn? Nên đây thì hầu như không có ai là ước mơ được đi xe máy cả. Nhưng mà đối với người châu Âu thì các bạn biết là họ hầu như đi ô tô, đi bộ hoặc là đi những cái phương tiện giao thông công cộng từ bé. Chính vì thế mà đi motorrad cũng là một trong những điều mà nhiều người châu Âu mơ ước. Và các bạn cũng lưu ý ở đây, motorrad không phải là cái xe máy mà chúng ta đi hàng ngày, không phải là xe Peugeot hay là xe Lyft hay là xe Airblade như chúng ta sử dụng ở Việt Nam, mà motorrad ở đây là những dòng xe phân khối lớn. Durch Europa reisen. Durch Europa reisen. Đi du lịch vòng quanh châu Âu. Chắc chắn là đây là ước mơ của rất là nhiều bạn đúng không? Và khi mà đặc biệt là chúng ta đã chọn nước Đức là điểm đến thì việc mà chúng ta du lịch vòng quanh châu Âu chắc chắn là trong ước mơ của các bạn, và ước mơ này là ước mơ có thể thực hiện được. Durch Europa reisen. Viele Fremdsprachen lernen. Viele Fremdsprachen lernen. Học nhiều ngoại ngữ. Đây cũng là một trong những ước mơ của mình. Mình rất thích ngôn ngữ và thực sự thì mình còn mong muốn được học thêm nhiều ngôn ngữ khác nữa ngoài tiếng Đức và tiếng Anh. Viele Fremdsprachen lernen. Ein Musikinstrument lernen. Ein Musikinstrument lernen. Học một nhạc cụ. Có những bạn thì chỉ mong được sống ở nước ngoài, được đi du lịch và được trải nghiệm những nền văn hóa khác nhau. Các bạn thì sẽ mơ ước là im Ausland leben. Im Ausland leben. Ausland là nước ngoài. Các bạn chú ý nhé, dùng giới từ im. Im Ausland leben. Sống ở nước ngoài. Nghề nghiệp cũng là một trong những điều mà mỗi một con người chúng ta luôn luôn mơ ước. Từ bé chúng ta đã luôn có những cái giấc mơ được trở thành diễn viên hay là phi công. Ở đây trong hình này chúng ta có Schauspieler werden. Schauspieler werden, trở thành diễn viên. Động từ werden được hiểu là động từ trở thành các bạn nhé, không phải là động từ bekommen như các bạn tưởng tượng đâu nhé. Nhiều bạn bị nhầm lắm ý. Các bạn cứ nghĩ là become trong tiếng Anh thì sẽ là becoming trong tiếng Đức, nên là các bạn cứ nghĩ là trở thành là becoming, nhưng mà thực ra thì động từ werden trong tiếng Đức mới có nghĩa là trở thành. Schauspieler werden.
Và các bạn chú ý là âm SCH ở đầu chữ đó chúng ta sẽ đọc là âm SH, tức là chữ SH rất là nặng. Schauspieler werden. Có người thì tham vọng hơn và mong muốn được thay đổi cả thế giới. Khi đó thì các bạn ấy sẽ mong muốn trở thành chính trị gia. Politiker werden. Politiker werden. Khi đã đi làm thì ai cũng mong được thăng quan tiến chức. Ai cũng mong muốn trở thành chef, đúng không các bạn? Và trong tiếng Đức, trở thành chef. Chef werden. Chef werden. Nhưng ngoài công việc thì chúng ta cũng có những giấc mơ về gia đình nữa. Chắc chắn là các bạn đã có lần sẽ mơ là mình sẽ có một cái đám cưới thật là hoành tráng, rực rỡ. Động từ heiraten nghĩa là kết hôn. Heiraten. Heiraten. Và tất nhiên là sau khi kết hôn xong thì các bạn sẽ mơ ước một gia đình đông con nhiều cháu. Eine große Familie haben. Eine große Familie haben. Mình vừa hướng dẫn các bạn phần từ vựng rồi. Các bạn có thể dừng hình để ghi lại nghĩa của nó và nghe lại nhiều lần để học phần phát âm nhé. Bây giờ thì mình sẽ hướng dẫn các bạn 5 cái mẫu câu để các bạn áp dụng vào phần từ vựng này. Chúng ta sẽ nói về mơ ước của mình như thế nào. Mẫu câu đầu tiên để dành cho trình độ A1 rất đơn giản, đó là mẫu câu sử dụng động từ wollen. Động từ wollen khi chỉ ở ngôi ich thì chúng ta sẽ chuyển thành will. Ich will. Ich will später mal. Sau này tôi muốn sẽ có lần. Hoặc là sau này tôi muốn. Từ mal ở đây thực ra nó không có nghĩa nhiều mà nó chỉ mang sắc thái thôi. Tôi ước là có lần tôi sẽ. Ich will später mal einen humorvollen Mann heiraten. Ich will später mal einen humorvollen Mann heiraten. Tôi ước sau này mình sẽ lấy được một người chồng rất hài hước. Ich will später mal Schauspielerin werden. Tôi muốn sau này trở thành diễn viên. Ich will später mal durch Europa reisen. Tôi muốn sau này sẽ đi vòng quanh châu Âu. Ich will später mal die Welt segeln. Tôi muốn sau này sẽ đi du thuyền khắp thế giới, vòng quanh thế giới. Ước mơ thật là to lớn các bạn nhỉ? Không biết là chúng ta có ai sẽ thực hiện được điều này hay không? Nhưng mà các bạn thấy ở đây, mình viết là Ich will später mal... có nghĩa là cái khúc là các bạn chỉ việc thế cái từ vựng học ở phần trước vào thôi. Là các bạn đã có thể nói một câu rất trơn tru và hoàn toàn đúng ngữ pháp rồi. Ví dụ như phần trước chúng ta học là Durch Europa reisen. Thì bây giờ các bạn chỉ việc kép vào phần ... này và như thế là các bạn đã có một mẫu câu hoàn chỉnh. Ich will später mal durch Europa reisen. Ok, bây giờ chúng ta sẽ sang một cái mẫu câu thứ hai. Mẫu câu này cũng rất là dễ. Các bạn nhìn thấy mình viết là ... Das war schon immer mein Traum. Das war schon immer mein Traum. Đó đã luôn luôn là giấc mơ của tôi. Thì các bạn nhìn thấy ở phía dưới mình có ghi ba cái ví dụ. Die Welt reisen, Schiff werden, viel Geld verdienen. Các bạn thấy những cái mẫu câu này ở đằng trước đều là ở dạng nguyên thể. Các bạn học ở phần từ vựng như thế nào thì sang đây các bạn áp dụng vào câu này y nguyên như vậy, không phải chia động từ, không phải làm gì cả. Nên đây là một cái mẫu câu khá là dễ. Mình đã cố gắng tập hợp những cái câu đơn giản để cho các bạn làm sao mà vẫn nói được những điều mình muốn mà không bị quá khó khăn trong lúc học. Die Welt reisen, das war schon immer mein Traum. Đi vòng quanh thế giới, đó đã luôn luôn là giấc mơ của tôi. Chef werden, das war schon immer mein Traum. Trở thành người điều hành, người lãnh đạo, đó đã luôn luôn là giấc mơ của tôi. Viel Geld verdienen, das war schon immer mein Traum. Kiếm được nhiều tiền, đó đã luôn luôn là giấc mơ của tôi. Trong mẫu câu thứ 3 này thì các bạn sẽ thấy là My Traum ist es ...to infinitive. Thì mẫu câu này đối với trình độ A1 là hơi khó một chút bởi vì ở đây chúng ta có sử dụng cấu trúc to infinitive. Thì thực ra là một cái ngữ pháp mà được học ở khoảng cuối A2 hoặc là B1 tùy trình từng giáo trình. Ở đây thì mình có lấy ví dụ cho các bạn nên mình hy vọng là nó sẽ rất là dễ hiểu và trực quan khi bạn nhìn cái ví dụ của mình. My Traum ist es Politiker zu werden. Giấc mơ của tôi là trở thành chính trị gia. Mein Traum ist es, viele Fremdsprachen zu sprechen.
Giấc mơ của tôi là có thể nói được nhiều ngoại ngữ. My dream is as ein Buch zu schreiben. Giấc mơ của tôi là sẽ viết một cuốn sách. Thì các bạn thấy cái động từ ở trong phần từ vựng mà chúng ta học, ví dụ như là political werden, thì bây giờ trước từ werden các bạn sẽ phải để chữ zu vào. Ví dụ như là viele French sprachen sprechen, thì trước từ sprechen các bạn sẽ phải để từ zu vào. Đây được gọi là cấu trúc zu infinitive, người ta sử dụng rất là nhiều trong tiếng Đức. Và các bạn sẽ học những cái cấu trúc này khi mà các bạn ở cuối trình độ A2 hoặc là trong trình độ B1. Và bây giờ khi mà các bạn mới học tiếng Đức mà muốn sử dụng mẫu câu này thì cũng hoàn toàn không khó, đúng không? Các bạn chỉ cần viết là mein Traum ist es, sau đó trước cái động từ nguyên thể thì các bạn nhớ cho thêm chữ zu vào, vậy là xong rồi. Ví dụ như bây giờ mình có là die Welt reisen, mà các bạn muốn nói với mẫu câu này các bạn sẽ nói như thế nào nhỉ? Mein Traum ist es, die Welt zu reisen. Không khó phải không các bạn? Mẫu câu thứ tư mà mình muốn giới thiệu với các bạn đó là động từ träumen, mơ ước. Ich träume oft davon, zu infinitive. Tôi thường mơ về việc là, về việc gì đó thì nó ở cái phần phía sau dấu phẩy các bạn ạ. Ich träume oft davon, später einmal auf einen Berg zu steigen. Tôi thường mơ về việc là sau này mình sẽ có một lần trèo lên một ngọn núi. Ich träume oft davon, im Ausland zu leben. Tôi thường mơ về việc là sẽ sống ở nước ngoài. Ich träume oft davon, nach Deutschland zu gehen. Tôi thường mơ về việc là sẽ đến sinh sống ở Đức. Thì cũng như mẫu câu thứ ba vừa rồi thì các bạn thấy ở đây, trước động từ nguyên thể thì các bạn sẽ cho từ zu vào nhé. Như vậy là chúng ta đang sử dụng cấu trúc zu infinitive ở trình độ B1 rồi đó. Và mẫu câu cuối cùng là Ich wünsche mir, dass ich. Ich wünsche mir là tôi mong ước. Tôi mong ước, dass ich, rằng tôi. Ich wünsche mir, dass ich später eine große Familie habe. Tôi mong ước là sau này mình sẽ có một gia đình thật lớn, đông con, nhiều cháu. Ich wünsche mir, dass ich bald einen Job finde. Tôi mong ước là tôi sẽ sớm tìm được một việc làm. Ich wünsche mir, dass ich fließend Deutsch sprechen kann. Tôi mong ước là tôi có thể nói tiếng Đức một cách trôi chảy. Thì các bạn thấy ở đây mình sử dụng das là nghĩa là rằng trong tiếng Việt á. Tôi mong ước rằng tôi sau này sẽ có một cái gia đình to lớn. Thì các bạn thấy là động từ have phải đứng ở cuối câu, bởi vì ở đây chúng ta sử dụng liên từ das là một liên từ câu phụ, Nebensatz. Kiến thức này thì ở A2, các bạn mới học A1 thì sẽ cảm thấy nó hơi khó hiểu một chút. Nhưng mà nếu như các bạn cứ nhớ là sau das các bạn sẽ phải đặt đầu từ cuối câu thì sẽ không có gì là khó cả. Ich wünsche mir, dass ich später eine große Familie habe. Ich wünsche mir, dass ich bald einen Job finde. Các bạn thử nói xem nào, bây giờ tôi mong muốn là sau này tôi sẽ kiếm được nhiều tiền. Ich wünsche mir, dass ich später viel Geld verdiene. Các bạn nhớ chia động từ thôi nhé. Verdiene chứ không phải là verdienen nhé, tại vì chủ ngữ là ich mà. Ok, chúng ta vừa mới học xong phần từ vựng để nói về những giấc mơ và cả năm mẫu câu để các bạn có thể sử dụng diễn đạt những gì các bạn mong muốn trong tương lai. Nhưng mẫu câu này có ngữ pháp sắp xếp từ A1 cho đến B1. Mình hy vọng là sau khi các bạn xem video này thì các bạn đã có thể sử dụng thành thạo năm mẫu câu và diễn đạt trôi chảy những gì các bạn muốn nói về tương lai và giấc mơ của mình. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều đã theo dõi những video của mình trong suốt những thời gian qua. Và cũng thành thật xin lỗi các bạn, bởi vì trong thời gian vừa qua và sắp tới đây do chuyện gia đình nên mình không thể nào mà còn có thể đáp ứng thời gian đủ để làm video mỗi tuần được. Mặc dù mình rất là muốn làm nhiều video để các bạn có thể học và nói giỏi tiếng Đức hơn, nhưng do thời gian quá eo hẹp và điều kiện không cho phép nên là mong các bạn thông cảm và hy vọng là các bạn sẽ tiếp tục ủng hộ mình trong tương lai nhé. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Vielen Dank, auf Wiedersehen und bis zum nächsten Mal. Tschüss!